đây là gốc lim xanh này. Thì cái nấm ha, chất chì nó mọc quanh 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 gốc này, cái nấm này. Cái nấm này mới ra này, mới vừa thì cái nấm này thì nó mới ra này, nó mới hình thành cái nấm này. Như cái loại nấm này thì bên mình không có nhổ, để khoảng tháng nữa nó phát triển là mới nhổ. Đây là nấm hắc chi này. Đây nấm hắc chi nó mọc. Đây gốc lim này. Đó, nấm hắc chi nó mọc. Mà cái gốc rễ mình hắc chi màu đen nha. Đây là nấm hắc chi bự này. Nấm này nó sinh đôi nè. Đây nấm hắc chi nè. Hắc chi nè. Nấm đi. Nấm này để khoảng một tuần nữa là nó phát triển đầy đủ hết. Nhưng mà như đây giờ là được rồi. Đây. Nếu mà có vài cái nữa. Đây. Wow. Game mày. À. Đối với những cái gốc to như vậy thì sau này cái nấm nó ra cái tay rất là to. Cái kia nè. Xung quanh đây trải đất nhiều quá. Nhiều cái một loại.